Văn hóa Việt Nam là hệ thống tri thức được đúc kết từ quá trình trải nghiệm thực tế của con người, từ cách con người nghĩ cho đến cách con người hành động, làm nên giá trị dân tộc Việt. Trải qua những biến thiên của lịch sử, tinh thần dân tộc ấy chính là sức mạnh để con người vượt qua thử thách, đấu tranh, chống lại các thế lực thiên tai và nhân tai. Từng bước đưa con người dân tộc Việt Nam đi qua những cơn lốc lịch sử của thời đại với những rủi ro và khủng hoảng luôn thường trực, trở thành biểu tượng hòa bình, đẹp trong mắt bạn bè thế giới. Đó là nền tảng tinh thần vô giá được xây dựng bằng tri thức và giáo dục người Việt Nam qua mỗi thế hệ, trở thành bản anh hùng ca bất diệt, nâng đỡ con người trong những hoàn cảnh khó khăn, thử thách. Vậy nền tảng ấy của văn hóa Việt Nam được biểu hiện cụ thể như thế nào thông qua cách người Việt ứng biến với rủi ro và khủng hoảng trong quá khứ? Và trong thời đại số hóa ngày nay thì vai trò của văn hóa Việt Nam tiếp tục được người Việt phát huy ra sao thông qua việc ứng xử với những rủi ro và khủng hoảng mới? Tất cả những vấn đề trên sẽ được nhà nghiên cứu Phương Đông Nguyễn Quang Minh cùng chuyên gia về truyền thông và quản trị khủng hoảng Lê Ngọc Sơn giải mã trong chương trình ngày hôm nay. Dân tộc Việt Nam trải qua hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước. Ông cha ta trên một cái tinh thần ý chí tự lực tự cường đã lập nên những cái kỳ tích, viết lên những cái trang sử vàng chói lọi, làm vẻ vang cho dân tộc, vẻ vang cho đất nước. Những thành tựu đó đều ẩn chứa tất cả những cái tiềm tàng của cái nền văn hóa nhiều thời kỳ. Trong cái buổi gặp gỡ trong chương trình giải mã hôm nay, chúng ta sẽ trao đổi cùng với chuyên gia, người quản trị truyền thông trong khủng hoảng, đang sinh sống, làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức, một cái trường đại học lớn của nước Đức. Xin hỏi Lê Ngọc Sơn, rằng cái tính dân tộc trong văn hóa Việt của chúng ta thế nào? Tôi nghĩ là đây cũng là một câu hỏi rất thú vị, thưa anh Quang Minh. Tính dân tộc trong cái văn hóa của người Việt, mà đặc biệt là trong cái ngữ cảnh là ứng xử, ứng biến với các cái khủng hoảng, với các cái rủi ro, thì tôi nghĩ rằng là đây là một điểm rất thú vị đối với các nhà nghiên cứu. Dân tộc Việt nó có một cái đặc thù, chúng ta có một cái đặc thù là cái văn hóa của chúng ta được hình thành từ cái yếu tố địa văn hóa chính trị. Nó nằm ở trên một cái bán đảo là bán đảo Đông Dương, nghĩa là bán đảo Indochina, nghĩa là đứng ở giữa hai cái nền văn hóa Ấn và Trung Quốc. Còn thứ hai là chúng ta lại đối diện với một cái sự hùng vĩ của một cái biển là biển Thái Bình Dương. Biển Đông của chúng ta là nó nằm trong Thái Bình Dương. Nghĩa là Việt Nam, dân tộc Việt Nam với cái địa chính trị văn hóa đó thì vừa đối diện với ứng biến với con người, là ứng biến với các cái nền văn hóa lớn khác nhau, nhưng vừa lại ứng biến với thiên nhiên, là một cái sự hùng vĩ, một cái sự dữ dội từ ngoài đại dương vào. Cái khía cạnh là phòng ngừa và quản trị khủng hoảng thì người Việt ứng biến với cả thiên tai và nhân tai là có một cách có truyền thống. Và cái truyền thống này thì tôi xin phân tích là với mặt về thiên tai thì người Việt như thế nào. Từ thuở Hồng Hoang thì người Việt nổi tiếng với cái câu chuyện rằng là Sơn Tinh Thủy Tinh. Là câu chuyện mà hàng năm thì anh Thủy Tinh anh dâng nước lên để đánh nhau với anh Sơn Tinh. Bản chất câu chuyện đấy là câu chuyện của người Việt hàng năm nhắc nhở nhau rằng là chúng ta ứng phó đấy, thận trọng với cái sự hung dữ của thiên nhiên. Rồi con người, sức người cũng sẽ chiến thắng, nhưng chúng ta hãy kiên trì bền bỉ và con người bao giờ cũng là chiến thắng. Nghĩa là Sơn Tinh bao giờ cũng chiến thắng Thủy Tinh. Và cái sức mạnh của con người luôn luôn là chế ngự, chinh phục được thiên nhiên. Rồi rồi chúng ta đúc kết được những cái kinh nghiệm của mình trong cái phòng chống thiên tai, các cái rủi ro trong cái cuộc sống của người Việt ấy, thì người Việt đúc kết rằng là gì, là nhất thủy nhì hỏa, là nước là cái yếu tố mà người Việt luôn phải đối chọi, cảnh giác cao nhất. Nhì hỏa là lửa, là cái yếu tố thứ hai mà có thể những cái yếu tố thiên nhiên đó. Về mặt xã hội đấy. Còn về mặt xã hội thì là con người chúng ta lại ứng biến cũng rất là tốt.
Nói chuyện vui một tí thôi, là bây giờ hiện nay chúng ta đang đình đám với những cái vụ ly hôn nghìn tỷ thì chẳng hạn. Thế nhưng mà thực ra đấy là một cái dạng khủng hoảng. Đấy là những dạng mà rủi ro trong cuộc sống và con người phải đối diện về quản trị nó. Thì từ thuở hồng hoang chúng ta đã có câu chuyện là cách để giải quyết những khủng hoảng đấy như thế nào. Câu chuyện là Lạc Long Quân 50 lên núi, 50 xuống biển, 50 lên non là cái gì? Là chia đều. Là cái câu chuyện chia đều. Tức là sự công bằng đấy. Công bằng để giải quyết mọi chuyện, để tránh xung đột. Thì thực ra là chia đều đi, 50 xuống biển, 50 lên non. Thì cái câu chuyện đấy là cái câu chuyện mà cha ông ta từ xưa đã có được những cái vốn liếng về văn hóa đấy, đã truyền lại cho chúng ta đến bây giờ. Chứ không phải bây giờ thì mình nghĩ là nam nữ bình đẳng 50-50 nữa, mà thời xưa của chúng ta đã có 50-50 rồi. Đấy là những cái mã văn hóa, đấy là những cái giá trị văn hóa mà chúng ta thừa hưởng được. Cái tộc tính của người Việt chúng ta được dạy bảo, chúng ta được truyền lại từ cái việc đúc kết của cha ông chúng ta, từ việc thiên tai và nhân tai như thế nào. Thậm chí là trong việc nhân tai thì chúng ta có địch họa chẳng hạn. Thế thì ứng biến thế nào với những cái kẻ thù lớn của chúng ta, những cuộc xâm lăng lớn, thì người Việt chúng ta cũng đã để lại rất nhiều kinh nghiệm. Nghĩa là chúng ta đã sống, chúng ta trường tồn đến như bây giờ thì rõ ràng chúng ta đã có những cái kinh nghiệm để chúng ta ứng biến sống thế nào đấy để giữa các cái cường quốc và chúng ta có thể thắng sau tất cả những cuộc đấy. Là một cái quốc gia đang phát triển như Việt Nam, anh phải biết rằng hơn 4.000 năm qua tất cả các cái cuộc cân bằng của đất nước, cân bằng của cái tiến trình phát triển của từng thời kỳ, chúng ta dựa vào các cái quan sát của tự nhiên, dựa vào những cái tri thức văn hóa mang tính truyền thống của từng thời kỳ đã đưa được đất nước lên từng bước. Nhưng mà trong cái thời đại hiện nay chúng ta đang cập nhật cái công nghệ hiện đại, cái gọi chung là 4.0, thì cái quản trị trong vấn đề này thì anh đánh giá thế nào? Bởi vì đây nó là một cái kế thừa và cái phát triển rất quan trọng đây. Tôi nghĩ là thời đại 4.0 mà xét về mặt văn hóa thì tôi thấy là cái văn hóa chúng ta từ một cái văn hóa làng khép kín, văn hóa làng quê, làng nước khép kín, bây giờ chúng ta mở rộng cái không gian chúng ta ra, mở rộng cái không gian gồm cả không gian về tâm tưởng, về mặt lý tưởng, về tâm tưởng, về mặt không gian, về mặt không gian sống của chúng ta. Thì cái đấy đồng nghĩa với việc là chúng ta có nhiều cơ hội, đón được nhiều cơ hội hơn cho Việt Nam, cho người dân mình. Nhưng mà đồng thời thì tôi nghĩ rằng là cũng có thể chúng ta sẽ có được những rủi ro mà nó đi thì kèm theo. Và điều đó thì nó đặt ra rất nhiều bài toán về quản trị các cái rủi ro trong thời đại mới, đặc biệt 4.0 hiện nay. Và trong đấy cái vấn đề là chúng ta đặt ra những cái vấn đề như là an ninh an toàn dữ liệu, an ninh thông tin, những cái văn hóa làng quê, chuyện làng quê, nhưng thể hiện trong việc là chúng ta có những cái tính cách về mặt cộng đồng, như là bụng hay là dễ phát tán thông tin chẳng hạn. Thế nhưng mà vấn đề trong cái thời đại này thì vấn đề là an ninh thông tin nó như thế nào, trong cái tâm lý, dựa đến cái tâm lý mà buôn chuyện, tâm lý phát tán thông tin đó. Thế nhưng mà nó đặt trong cái nhu cầu hiện tại bây giờ chúng ta phải an ninh an toàn thông tin, thì chúng ta phải làm sao? Những câu chuyện đấy là câu chuyện mà giữa văn hóa và kỹ thuật nó cần phải có những cái giải pháp đồng bộ, rõ ràng là phải đồng bộ trong trong vấn đề này. Có một yếu tố mà chúng ta nhận thấy thế này, mỗi một lần trước mắt là thiên tai, trong suốt cả quá trình từ ngàn xưa thì các anh phải biết rằng cái giá phải trả do chúng ta thiếu các cái kiến thức quản trị, thiếu các cái đánh giá toàn diện, và các cái cuộc biển dâu đối với tự nhiên, đối với người Việt đã phải trả giá đắt của nhiều thời kỳ chúng ta đã đề cập. Thế nhưng nếu như không có những cái nền tảng chắt lọc đó, các cái kinh nghiệm không được hôn đúc và để tạo nên một cái nền văn hóa trong thực tiễn sống ấy, thì cho đến bây giờ đối với chúng ta, anh thấy rằng, tôi muốn hỏi anh trong cái quản trị về cái chống các cái rủi ro đối với thiên nhiên thì chúng ta đã có những cái giải pháp gì anh? Tôi nghĩ rằng là một trong những cái giá trị mà thừa hưởng từ cái văn hóa của cha ông hiện nay là những cái kinh nghiệm mà chúng ta ứng biến với thiên nhiên. Khi mà tôi làm nghiên cứu của mình, tôi đi một số nước Đông Nam Á ở đây, thì tôi thấy rằng là không phải là mình là người Việt mà mình quá tự hào về mặt nghĩa là chủ nghĩa dân tộc, mình tự hào về mình, nhưng thực ra là người Việt có một cái sự xuất sắc và ưu trội
trong việc tiếp biến các cái kinh nghiệm của của việc mà mình trải nghiệm với thiên nhiên, cái sự khốc liệt của thiên nhiên, để rồi đúc kết những bài học để bảo vệ chính mình. Cái điều này nó đúc kết những bài học để bảo vệ chính mình. Cái điều này nó không đúng với người Philippines. Người Philippines là họ có thể hôm nay một cơn bão chết cả mấy trăm nghìn người, nhưng vài năm sau họ quên tất cả những ký ức đó và họ tiếp tục để lặp lại những cái lỗi lầm của họ. Tức là họ không biết rút ra. Họ không biết rút ra kinh nghiệm, những kinh nghiệm đó. Nhưng người Việt mình thì lại khác. Người Việt mình mà từ, đặc biệt là từ Bắc Trung Bộ đổ ra ngoài Bắc này, thì cái việc mà hàng năm họ đón những cơn bão vào, đặc biệt là dân miền Trung, dân Bắc Trung Bộ, thì bão một năm mười mấy cây, một cơn bão như thế đổ bộ vào, thì họ ý thức được xương máu cái việc là cần phải làm gì trước những cái dấu hiệu của trời đất, những cái biểu hiện nào là sẽ có một cái cơn bão, một cơn cuồng phong sắp đến. Những cái kinh nghiệm đấy nó truyền lại và thực sự là người Việt chúng ta giảm thiểu được thiệt hại về người và của rất nhiều trong những cái kinh nghiệm đó. Chúng ta đôi khi là thấy rằng đất nước mình là một năm là mấy chục cái cơn thiên tai đấy, nhưng mà rồi rút cuộc thì thế giới vẫn phải học hỏi mình rất nhiều thứ ở chỗ, mà đặc biệt một thứ mà họ có thể học hỏi đấy là văn hóa của người Việt trong việc ứng biến với cái thảm họa, những cái thiên tai đó. Lĩnh vực mà phòng chống thiên tai mà xét ở yếu tố văn hóa ấy, thì tôi nghĩ là với những cái hiểu biết hạn hẹp của mình, thì tôi thấy rằng là người Việt dường như là một trong dân tộc ưu trội trong việc tìm ra các cái quy luật để sống chung với thiên nhiên. Chúng ta sống chung với thiên nhiên ở mấy điểm sau, chúng ta phòng chống cái sự hung dữ của nó, nhưng chúng ta biết tận dụng các lợi thế của nó. Người đồng bằng sông Cửu Long họ có một cái khái niệm chung là sống chung với lũ, và thậm chí là một cơn lũ đến là một cái sự thịnh vượng đang kèm theo. Có nghĩa rằng là họ bắt được cá, họ sống được bằng nghề đó. Và cái việc đó là cái việc mà người Việt lũ, thực ra với nhiều quốc gia những cái cơn bão cơn lũ ấy, thì với nhiều quốc gia họ nhìn vào đấy là một sự hung dữ và đấy là một cái thứ mà cần phải chống. Trong tiếng Anh thì disaster có nghĩa là một cái ngôi sao xấu nó rơi xuống. Nó có nghĩa là về mặt ngôn từ học ấy, thì đấy là một cái ngôi sao xấu rơi xuống. Thì thiên tai trong tiếng Việt thì nó cũng có nghĩa là một cái tai họa nó trên trời rơi xuống. Nhưng người Việt thì nhìn là gì? Nó là một tai họa nhưng mà đồng thời nó lại một sự thịnh vượng đang đến. Và bằng chứng là chúng ta phải sống chung với lũ là vì thế. Chúng ta không chống lại nó, đôi khi chúng ta không chống, chúng ta dựa vào nó để chúng ta mưu sinh. Thì cái người Việt, cái văn hóa của người Việt là văn hóa sống cộng sinh với cái sự hung dữ đó. Nghĩa là mình biết tận dụng những cái mặt tốt của nó để mình mang lại lợi ích cho chính mình. Thì người Việt là một trong những điểm ưu trội là trước một cái sự tai ương thì chúng ta nhìn thấy mặt tích cực của nó. Nghĩa là cái tư duy tích cực người Việt họ vẫn quan niệm là họ nhìn nó ở một mặt tích cực, tìm ra những phần tích cực trong những cái tiêu cực và trong những cái rủi ro của nó. Đúng rồi, và cuối cùng mình chế ngự nó. Bản thân là cuối cùng con người vẫn là thắng. Con người vẫn chế ngự được nó. Cho nên là trong tất cả trong những cái mà câu chuyện mà đang thách thức của thế giới bây giờ, như là câu chuyện về biến đổi khí hậu chẳng hạn. Biến đổi khí hậu thì tôi tin rằng là người Việt cũng sẽ là một trong những dân tộc mà họ có thể thích ứng tốt nhất với biến đổi khí hậu. Này, mặc dù chúng ta đang có rất nhiều thách thức với nó. Vâng. Nó có một cái yếu tố nữa. Ngày xưa mà khi một trong các cái tri thức để người ta chọn lọc, người ta tìm các cái phương pháp để họ giữ đất nước, họ không phức tạp, họ dựa theo một cái quy luật trật tự của tự nhiên. Ví dụ họ đếm cái số đếm như cái hệ thống can chi, giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý chẳng hạn thế, hoặc từ tí cho đến hợi. Cái cách vòng đếm này họ tìm được một cái quy luật mang tính tự nhiên rất cao. Quy luật này đã chi phối toàn bộ tất cả các yếu tố trong đời sống, mà tôi cho rằng nó chính là cái nền tảng của cái công nghệ 4.0 sau này của chúng ta. Nhưng đáng chú ý là cái nền tảng văn hóa đó trong cái việc bổ sung để chúng ta chống cái khủng hoảng và những cái rủi ro khi có những cái nạn ngoại xâm của nhiều phía đối với đất nước và dân tộc chúng ta. Anh nhìn nhận nó thế nào? Tôi nghĩ là những cái việc đúc kết người Việt thì tôi nghĩ là người Việt là một trong những cái lối tư duy, mà một trong những điểm mạnh của lối tư duy người Việt là rút ra được các cái quy luật như thế. Và như anh vừa trao đổi thì chẳng hạn chúng ta có thể thấy một quy luật khác chẳng hạn. Với ứng biến với các cái tai ương, với các khủng hoảng, các thảm họa từ thiên nhiên, người Việt nói rằng là gì? Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì thâm. Đấy thực ra là cái gì? Đấy là một cái dự báo. Người Việt, nghĩa là nếu mà nói là về Big Data, chúng ta đang nói là những câu chuyện dữ liệu lớn,
thì người Việt là một trong những người mà rõ ràng đấy là Big Data, đấy là những cái chỉ dấu để biết rằng là đâu là rủi ro sắp đến. Họ rút ra được những quy luật đấy và họ biết rằng là à, tai ương sắp đến đấy và mình cần phải phòng tránh những cái gì. Người Việt thì tôi tin rằng là, tôi nghĩ rằng là người Việt rất thông minh trong việc là rút ra những quy luật như vậy, và đấy là điểm mạnh của mình. Nó không giống với một số quốc gia khác. Một số quốc gia khác mà tôi ở trong vùng Đông Nam Á này thôi, thì họ là xem nhẹ việc rút ra quy luật và họ chủ quan với việc đó. Họ tin rằng là mọi thứ là do Chúa Trời bảo vệ. Nghĩa là cái điểm khác biệt của người Việt là dựa vào chính mình rút ra quy luật để mình, nghĩa là chủ thể có hai chủ thể, mình và thiên nhiên. Nhưng mà ở các cái quốc gia khác thì họ tin rằng là có một lực lượng nào đó, nhất là Chúa sẽ bảo vệ và phải dựa vào một ông nào đó, nghĩa là dựa vào cơ may. Còn chúng ta là dựa vào chính mình. Nghĩa là người Việt tư duy rằng là à, chính mình mới cứu được mình thôi, thì mới rút ra các quy luật đấy và để phòng tránh nó. Còn ở những nước khác thì là ở đâu đấy có một ông chúa nào đó đang bảo vệ chúng ta, hoặc là một cái vị thần thánh nào đó họ sẽ bảo vệ chúng ta, yên tâm đi, rồi nó sẽ qua, kiểu thế. Và cuối cùng thì những cái đấy mà tính ra cuối cùng là về thiệt hại về nhân mạng lẫn tài sản thì lại là rất là khủng khiếp. Yeah. Có một điều mà chúng ta chú ý như thế này. Chúng ta đang đứng trong một cái khung cảnh, tức là năm 1070, một cái trường đại học đầu tiên của người Việt, gần như thế, đã xuất hiện. Và có phải chăng là văn hóa và giáo dục chính là cái nền tảng quan trọng để tạo nên cái ý thức hệ, cái tầm tư duy, và trong cái quá trình tiến trình phát triển, để cho đến thế kỷ 21, trong cái hội nhập toàn cầu, chúng ta đã mở tung cái cánh cửa để giao lưu toàn bộ các cái tri thức đó. Thế nhưng cái quan trọng là cái bản sắc, cái văn hóa và giáo dục của người Việt đang đứng ở chỗ ở đâu để chúng ta tìm được cái mức so sánh trong cái công cuộc đổi mới và phát triển của đất nước trong cái thời gian tới đây. Tôi là người miền Trung, tôi là người sinh ra Hà Tĩnh, và cái vùng mà thực sự là rất là khắc nghiệt với thiên nhiên, gian truân nhất. Vâng, thì là rất là gian truân, và cái người dân ở đấy thì họ là một trong những sinh kế mà của họ để thoát nghèo ấy, là họ sẽ đầu tư vào giáo dục. Và thường thì là họ xem đấy là một cách để mà họ thoát đi một cái sự khắc nghiệt của số phận. Suy rộng ra thì thấy là người dân Việt Nam nói chung cũng thế. Họ xem tất cả mọi thứ là cái giáo dục như là một sinh kế để họ chuyển thể từ một cái trạng thái đời sống vất vả nghèo nàn sang một cái trạng thái khác. Mà họ... đấy là một cuộc đầu tư cho tương lai. Và người Việt thì xét trong văn hóa thì người Việt là xem giáo dục dường như là cái yếu tố căn cơ, một cái thứ mà có thể giúp họ đuổi đời. Cái tính quyết tâm và cái tính kiên trì của người Việt ấy, rất khủng khiếp ở chỗ rằng là bằng mọi giá thì người Việt là cái văn hóa về học ấy, là một có sự ưu trội. Người ta có thể văn hóa về ứng xử, hay là văn hóa về cái thực tiễn sống thì nó có thể khác, nhưng mà với người Việt ấy, thì cái văn hóa về việc học ấy, học vấn rất quan trọng đối với người Việt. Nó là một cái thứ căn cơ và mang tính sinh kế. Nó đôi khi là mang tính sinh kế. Cái văn hóa về học là một sinh kế với người Việt. Họ giúp họ đổi đời. Chúng ta quay lại cái câu chuyện rằng là ứng biến với rủi ro và thiên tai. Chính giáo dục là cái việc mà dạy lại các bài học mà tiền nhân đã được học lại cho thế hệ này đến thế hệ tiếp theo. Ngoài câu chuyện là văn hóa truyền đạt lại, nhưng mà cái văn hóa này cần được dạy, thì là cái người Việt dạy trong việc là ứng biến với ngoại bang thế nào, ứng biến với thiên nhiên làm sao. Thì cái việc đấy là chỉ có nền giáo dục, có một cái công cụ là giáo dục thì mới dạy lại được và truyền đạt một cách có hệ thống được cho những thế hệ tiếp theo. Tôi thấy là giáo dục nó rất quan trọng, và không chỉ bây giờ mà trong tương lai thì người Việt vẫn luôn là như thế với văn hóa người Việt. Ngoài các cái cập nhật của những cái tri thức đương đại thì thế hệ của các anh đã lĩnh hội và kế tục được cái văn hóa truyền thống của đất nước ta thế nào? Tôi nghĩ rằng là cái thế hệ trẻ người Việt hiện nay thì so sánh để mà nói thì là người Việt không thua kém với các nước trên thế giới. Về mặt tiếp thu về tri thức mới hay là về mặt nghiên cứu thì chúng ta luôn tin tưởng rằng là với những người mà tôi tiếp xúc thì thấy rằng là có cái sự ưu trội, và về mặt tri thức thì chúng ta không thiếu. Vấn đề chúng ta cần có một cái
thể chế nào đó để chúng ta tiếp cận được và một cái cơ chế nào đó để chúng ta có thể sử dụng được những kiến thức này, làm sao để tạo điều kiện cho những cái người đó họ phát huy hết cái năng lực của mình để giúp ích cho cái công cuộc phát triển của đất nước. Có một vấn đề, tức là ngày xưa hàng nghìn năm trước ấy, khi mà các cái tri thức được dựa trên cái nền tảng quan sát của tự nhiên để bổ sung vào trong cái vận động của cuộc sống, người ta nhìn vào phương đông mà người ta nhìn thấy các cái đám mây trắng với đầu nhọn rơi xuống phương đông, họ biết vùng đó có chiến tranh. Nếu như người ta nhìn về phương bắc mà họ nhìn thấy các cái sắc mây mà ánh kim thì người ta biết đó năm đó là năm được mùa. Đây có phải là một nền tảng cho thấy rằng trải qua các thời kỳ thăng trầm, không phải chỉ Việt Nam mà bất kỳ một quốc gia nào, thì cái nền tảng của văn hóa truyền thống đã giúp cho các cái tập thể, thậm chí là các cá nhân có những cái vô hình, nhưng nó chính là những cái nền tảng quan trọng, nó biểu trưng cho cái sức mạnh của một dân tộc, của một đất nước, để họ có những cái tầm vóc mà đưa được cái dân tộc, đưa được cái quốc gia đó vượt lên những cái khó khăn. Anh nghĩ thế nào? Tôi nghĩ rằng là các cái câu chuyện về huyền thoại, về cái việc mà phát triển đất nước, hay là việc mà một cái quốc gia họ có thể thoát được một cơn bĩ cực nào đó, thì tôi nghĩ là những cái câu chuyện mà nó đầy mang tính động lực để có thể tiếp cho người dân cái sức mạnh để họ có thể đạt đến những mục tiêu tiếp theo trong tương lai. Vẫn nằm trong cái nền tảng của cái văn hóa. Đúng rồi, vẫn nằm trong nền tảng văn hóa. Và đôi khi nó lại là một nét văn hóa. Những câu chuyện như là thánh gióng, chúng ta nếu mà xét về mặt khoa học chúng ta không biết là nó có thật hay không. Mà người ta về, nếu mà đặt về mặt khoa học thì người ta cũng phải đặt rất nhiều dấu hỏi. Nhưng vấn đề chỗ là đặt nó trong bối cảnh là văn hóa thì cái đấy hoàn toàn hợp lý và chấp nhận được. Và những cái câu chuyện như thế nó truyền cảm hứng, nó là một cái thứ văn hóa để truyền cảm hứng cho một dân tộc bước đi bước tiếp. Và trong tiến trình phát triển của một dân tộc ấy thì không thể thiếu được những câu chuyện như thế. Những câu chuyện mà mang tính động lực như thế để cho người dân họ có một cái hành trang, một ý thức, một hành trang để có thể đưa mình thoát khỏi cái cũ của chính mình để đạt đến một cái trạng thái mới. Thì tương đương một cái dân tộc cũng thế, là cộng hưởng của tất cả những cá nhân như thế thì cùng đi đến một cái tương lai mới. Để chiến thắng giặc ngoại xâm thì chúng ta phải có những cái câu chuyện như thế, để chúng ta đánh thắng giặc ngoại xâm. Chúng ta muốn phát triển đất nước thì chúng ta cần có một cái viễn tượng nào đó, và cái viễn tượng đấy cần được cộng dồn bởi những cái động lực tích cực để tất cả người dân họ có thể đạt được cái viễn tượng đó, mà như mong muốn để đưa một cái quốc gia gọi là cường thịnh. Thì Việt Nam muốn cường thịnh hay không thì chúng ta hoàn toàn, đấy là thực ra đấy bản chất của những cái đấy là gì, là chúng ta đặt những mục tiêu của dân những tộc, tiêu chí và những tiêu chí, những cái mục tiêu để chúng ta đi tiếp đến tương lai thôi. Vâng. Yeah. Còn một vấn đề cuối cùng là một người nghiên cứu mà đã từng sống lâu ở Cộng hòa Liên bang Đức trong một cái trường đại học lớn, anh có cái cảm nghĩ gì và những cái giải pháp gì trong cái cách đánh giá trong cái phần nghiên cứu của anh? Nghiên cứu tôi thì liên quan đến quản trị truyền thông, dùng quản trị truyền thông và nghệ thuật lãnh đạo trong thiên tai. Vâng. Là làm thế nào đấy để truyền thông và lãnh đạo trong công việc truyền thông đấy để giúp người dân và chính phủ hạn chế được tối đa cái thiệt hại về người và của. Thế thì những cái ngành nghiên cứu này nó rất là mới, thậm chí là nó chỉ được khởi động từ, nhưng mà riêng về truyền thông trong thiên tai nó chỉ khởi động trong 15-20 năm nay thôi, tức là ngành rất mới. Và nhưng mà vấn đề chỗ rằng là cái cách tiếp cận này thì nó giúp chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ thoát khỏi cái lối kinh nghiệm, nghĩa là vốn hồi nãy chúng ta bàn về văn hóa, chúng ta là văn hóa kinh nghiệm ứng xử với thiên tai, thì bây giờ chúng ta sẽ là dựa ngoài kinh nghiệm ra, chúng ta có quản trị thức. Bằng trí thức, chúng ta quản trị cái rủi ro bằng trí thức. Nghĩa là cái hệ thống rủi ro nó nằm các cái nhóm rủi ro nào đó thì sẽ được quản trị bởi trí thức của chúng ta. Nghĩa là chính người Việt dùng trí thức của mình và văn hóa kinh nghiệm của mình để quản trị các rủi ro đang đến, và có thể hạn chế những, là giảm thiểu những cái thiệt hại do các khủng hoảng hiện tồn, để làm sao đấy để cho giảm thiểu được tối đa các cái thiệt hại.
những khủng hoảng đấy nó có thể diễn ra từ cái việc là từ các cá nhân, những câu chuyện cá nhân với nhau, xung đột cá nhân với nhau đến xung đột các quốc gia. Nên chúng ta tưởng tượng là cái khủng hoảng nó ở rất nhiều cấp độ, từ vi mô đến vĩ mô, thì cái việc mà quản trị các cái xung đột đó, các cái dạng khủng hoảng đó, nó cần được quản trị bằng tri thức thay vì bằng kinh nghiệm. Hoặc là bên cạnh kinh nghiệm chúng ta cần phải dùng tri thức, mà tri thức mới là chủ đạo. Thì tôi nghĩ rằng là về tương lai, Việt Nam nhìn các rủi ro, nhìn các cái thảm họa, nhìn các cái khủng hoảng ở dưới góc độ là chúng ta có các cái biện pháp kỹ trị nó, biện pháp kỹ thuật để quản trị nó. Và người Việt chúng ta có những người Việt có thể hoàn toàn có thể làm những việc như thế. Xin cảm ơn những cái chia sẻ, những cái bày tỏ, những cái kinh nghiệm và cái cảm nghĩ của mình. Chúc Lê Ngọc Sơn trong cái công việc của mình, các cái tiến trình trong cái phần nghiên cứu sẽ đóng góp cho đất nước, cho cá nhân, mọi cái nó được may mắn. Xin cảm ơn chúc bạn.